Chào các bạn, trong video này chúng ta cùng tìm hiểu cách sử dụng ứng dụng điện thoại của Abivin Virus. Nếu bạn là người giao hàng, ứng dụng sẽ giúp bạn trong việc tìm kiếm cửa hàng theo lộ trình, check-in và check-out cửa hàng. Khi đăng nhập vào hệ thống, bạn hãy bấm vào đây để xem thông tin tổng hợp về trạng thái giao hàng và bấm vào phiếu xuất kho để xem các mặt hàng cần giao trong ngày. Bạn cũng có thể kéo xuống dưới và bấm vào từng cửa hàng để xem các mặt hàng cần giao ở đó. Để bắt đầu giao hàng, bạn hãy chọn vào phần lộ trình, bấm vào dấu mũi tên để hiện lên các cửa hàng cần giao. Lộ trình giao hàng bắt đầu ở kho. Trước hết bạn cần check-in ở kho, hãy bấm vào biểu tượng máy ảnh và chụp ảnh ở kho. Sau khi đã chất hàng lên xe, bạn hãy bấm vào kho, xem nội dung và bấm xác nhận đã lấy hàng ra khỏi kho. Sau đó bạn bấm ra khỏi kho. Để xem vị trí cửa hàng đầu tiên cần giao, bạn hãy bấm vào biểu tượng này. Khi đến cửa hàng, bạn một lần nữa cần check-in cửa hàng bằng cách bấm vào biểu tượng máy ảnh và chụp ảnh check-in ở cửa hàng. Tiếp đó, bạn bấm vào cửa hàng, lựa chọn đơn hàng và xác nhận trạng thái đơn hàng. Có thể là hoàn thành, không giao được hoặc giao một phần. Sau khi bấm xác nhận thì bạn đã check out cửa hàng thành công. Thế là bạn đã hoàn thành việc giao hàng ở cửa hàng đầu tiên. Để tiếp tục giao hàng, bạn hãy chọn vào biểu tượng của cửa hàng thứ hai và tiếp tục check in, check out khi đến cửa hàng. Với người giám sát trên ứng dụng trên máy tính, khi người giao hàng check in, bạn có thể thấy ngay biểu tượng của cửa hàng đã được check in ở đây và hình ảnh ở trên giao diện này. Với ứng dụng Abivin Virus trên điện thoại, cả người giao hàng và người giám sát đều có thể phối hợp làm việc, dẫn đến hiệu quả giao hàng được nâng cao. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của Abivin.